Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 sẽ nhận và tham gia chương trình iGov của token Santos. iGov này sau khi tham gia iGov bạn nhận được 30 token có ký hiệu là SNQ bằng volume 75 đô. Con này mình không biết list sàn nào đó nha các bạn. Để có gì mình cập nhật sau nha các bạn. Nhiệm vụ thì rất là đơn giản. Rồi, đầu tiên các bạn mở phần link Telegram của mình lên. Rồi các bạn chatbot, các bạn đầu tiên bấm nút tag nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút iGov. Bấm nút iGov xong cái nó hiện lên captcha, các bạn lướt captcha xong cái các bạn vào đây mà join nè. Join Telegram nó nha các bạn. Sau khi join xong các bạn vào setting. Các bạn ghi là cái username. Rồi các bạn join kênh thứ hai, rồi các bạn ghi là vào setting ghi là cái username Telegram của mình. Rồi các bạn vào đây like cho nó 1-2 bài và test là 1 cái 2-1-2 cái bình luận các bạn. Rồi các bạn vào đường link profile trang cá nhân theo word của mình các bạn. Các bạn chia sẻ, các bạn copy đường link profile của mình các bạn, đường link cá nhân của mình. Rồi các bạn join tiếp hai kênh partner của nó các bạn. Rồi các bạn bắt địa chỉ với ERC20 vào. Rồi các bạn bấm vào balance, các bạn sẽ nhận được 30 token của cái hello SNB. Rồi các bạn bấm get link, lấy link get chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Mọi thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới, mình sẽ trả lại cho các bạn làm gì cho nó mau. Vì chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Chứ mình vừa làm hướng dẫn lót lâu quá, các bạn thông cảm nha các bạn.